Một tháng con được về thăm vợ với con là mấy lần? Nếu mà không gì thay đổi thì một tháng con được về nhà 2 lần ạ. Trời ơi, dạ. Ấn tượng đầu tiên hụt hẫng lắm cô. Ai đời gặp gái đầu tiên không tắm, gặp gái đầu tiên không tắm. Thế anh cầu hôn em rồi nhận đâu? Ừ. Phải đăng hoàng chứ ạ. Nhưng lúc đấy gấp gáp quá, không có gì chuẩn bị chứ. Anh rút cái nhẫn từ trong tay anh ra và anh đeo cho con. Cái nhẫn này. Chồng con rất là thích cắn mặt con. Cái mặt vợ. Nha, cứ thấy con là bắt đầu cắn, cắn mát cái mặt con. Cái mặt vợ giống như cái bánh gì đó. Nha, đúng rồi. Lúc đó là con bầu, con bầu được 4 tháng. Thì tối đó con nằm mơ mà. Con thấy mẹ ngoại tình, rồi ngày mai sao mình bất tức trong lòng liền. Thay vì để cho người ta hốt tay trên mình thì thôi mình tự xử, mình tự thử ấy luôn. Nhân chương trình này thì cũng một lần nữa cũng mong muốn gửi lời xin lỗi đến vợ và cảm ơn vợ đã luôn ở bên cạnh và đã tha thứ cho chồng. Một điều rất là may mắn trong cả một hành trình hôn nhân của tụi mình đó là chồng rất là có trách nhiệm và cố gắng thay đổi rất là nhiều vì vợ. Tới đây rồi mà còn để hai cái tay không vậy là sao? Lần đầu ông gặp ông đã nắm tay người ta rồi. Ok. Rồi. Đó. Cái mặt người gọi là phu thê rồi. Cái mặt giống nhau quá. Hãy giới thiệu về tên, tuổi, công việc và ở đâu. Dạ, con tên là Đỗ Minh Phúc. Năm nay con 25 tuổi, hiện đang con đang làm bộ đội và con đang sinh sống ở Bình Phước ạ. Con tên là Cao Thị Nhung. Năm nay con 25 tuổi và con đang là một mẹ bỉm. Là em bé được... Dạ, em bé nhà con được 8 tháng rồi. Giờ dạ. Đang ở chung hay là cứ vẫn là anh vào trong doanh trại rồi con ở ngoài? Con ở nhà với bố mẹ chồng ạ. Chú là cấp bậc gì vậy đó. Chú? Dạ, hiện tại con đang là cấp bậc thượng úy ạ. Dữ lắm đó, thượng úy. Sao giỏi quá vậy? Hay quá. Một tháng con được về thăm vợ với con là mấy lần? Nếu mà không có gì thay đổi thì một tháng con được về nhà 2 lần ạ. Trời, 2 lần hả? Dạ. Cơ duyên nào các bạn lại gặp là được nhau? Con thì trước đây thì con làm tư vấn bán hàng cho bên hãng Hyundai Bình Phước. Thì ngày hôm đó là hôm thứ bảy, con đang trực showroom thì bố chồng con mới ghé lại để tham gia chương trình lái thử xe của bên showroom. Tình cờ là các anh chị ở trong showroom đều có bận hết nên là con đi ra con tư vấn cho bố chồng. Bố bảo là mày gỡ cái khẩu trang ra cho bố ơi, cho chú xem mặt coi nào. Xong rồi hỏi con sinh năm bao nhiêu. Cái chú mới giới thiệu, xong rồi chú nhìn hồi cái là chú mới đưa thông tin của anh này cho con. Kêu là chú có anh con trai trong quân đội. Là muốn kiếm vợ cho con trai mình đó. Dạ, bố chồng con thì hay làm mai lắm. Sau này con mới biết là làm mai cả chục cô rồi. Mà không muốn cô nào á. Dạ, bố đưa số điện thoại thì con làm trong ngành dịch vụ á. Thì con gặp trường hợp này rất là nhiều. Nên là mình cũng vui vẻ, mình cũng hợp tác cho khách hàng vui lòng á. Cái đến lúc đó là bố đưa số điện thoại kêu con kết bạn liền. Mà con kết bạn xong anh này xác nhận luôn, thế là con nhắn tin trực tiếp với anh luôn, mà con vào thẳng vấn đề luôn. Ba cậu mua xe của tớ và ba cậu hỏi tớ có muốn làm con dâu ba cậu không. Ấn tượng đầu tiên khi mà con nhìn thấy cái gương mặt này ở trong điện thoại thì con thấy làm sao? Ấn tượng nhất là đôi mắt, tại vì con thấy mắt anh này rất là đẹp và sống mũi cao nữa. Mà con cũng chỉ nghĩ đó là cái việc là mình hỏi thăm anh này như bình thường thôi. Còn Phúc thì sao khi mà tự nhiên đang ở trong quân đội lại có một cái người vô kết bạn với mình? Lúc đấy là con đang nằm trên giường thôi, con đang có điện thoại. Đùng cái một cô gái thì ấn tượng đầu tiên con đập vào mắt là một cái cũng gọi là cũng rất là xinh. Tại vì bên sale bán hàng mà, con vào con xem. Mình đàn ông mà nên là nhiều khi mình cũng phải nhanh tay lẹ mắt một xíu. Mình dòm xem như nào. Vừa vào thì thấy vợ con thì chụp hình với bố con thấy, ủa? Bố mình đi mua xe ta, không biết gì hết. Con không biết gì hết, con vào thấy là chụp hình nữa. Xong là thấy là con vào con accept, con vào con chấp nhận á. Vợ con mới nhắn cho con, nhắn tin vui vẻ thôi. Cũng chưa tính tới, lúc đấy con trong đầu con chưa nghĩ tới là một cái chuyện nó xa hơn đó. Kể từ ngày sau hôm đó thì ngày nào bố mẹ chồng cũng kiếm cớ để gọi con lên nhà chơi. Gần như là tụi con quen nhau 1 tháng rưỡi, nhưng mà hết mất 1 tháng là con ở trên nhà chồng con rồi. Xong rồi hôm đấy thì là hôm chủ nhật, bố chồng con gọi lên nhà chơi, xong rồi bố mới rủ là chiều đến bố rủ là hay là lên đi thăm Phúc. Tại vì lúc đó chồng con là đang ở trên đơn vị vẫn đang còn giãn cách. Chiều hôm đó thì tụi con mới gặp nhau sau 20 ngày nói chuyện. Nhưng mà bố chở con bằng chiếc xe bố mua ở showroom con. Dạ, cả bố cả mẹ lên. Nhưng mà lúc mà tụi con gặp nhau lần đầu tiên thì chắc lúc đó ảnh mặc đồ bộ đội đúng không? Ấn tượng đầu tiên hụt hẫng lắm cô. Ai đời gặp gái lần đầu tiên không tắm, gặp gái lần đầu tiên không tắm. Tại vì con lên là anh vừa mới đưa lính đi làm việc ấy ạ. Nên là không có kịp tắm, chỉ có xin ra tranh thủ được một lúc thôi. Thì lúc đó mà anh mới vừa đi tập huấn về nữa, vừa ốm có 55kg à, đã phải lại còn đen nữa. Ở đây có một cái chỏm tóc bị cháy nắng ấy ạ. Trời ơi, nhìn anh nhỏ con lắm. Nên là ấn tượng đầu tiên của con về thì nó hơi hụt hẫng một xíu. Tại vì anh ốm quá, mình thấy tại vì trước lúc đó mà tụi con nói chuyện với nhau á là chỉ thấy được mắt với phần trên này thôi, tại vì đang dịch. Thế còn Phúc thì sao khi mà lần đầu thấy cô này xuất hiện trong doanh trại quân đội của mình?
cái gu của con là cái gu nó phải coi là có da có thịt một xíu, tại vì mình đã là cái số 1 rồi, ý mà bây giờ mình phải thêm một cái số 0 nữa thì nó mới tròn điểm 10 được. Nhưng mà cái ấn tượng đầu tiên khi con gặp là sao mà trên hình nhìn cũng mập mập, gọi video con rồi cũng nhìn cũng cũng gọi là cũng có da có thịt mà mặt cũng tròn tròn, sao bên ngoài lại gầy thế? Bạn cũng vẫn gầy. Vẫn gầy. Ồ, gầy đâu vẫn. Không, nhưng mà cô ấy xinh, chấp nhận được hết. Trời ơi, con chết lâm sàng luôn. Trời ơi, con chết lâm sàng luôn. Con lâm sàng luôn. Nhưng mà con có tranh thủ, tranh thủ như là đụng chạm vào cái tay, cái chân gì không? Đúng là cũng có mồm nói mắt liếc thì tay cũng phải hoạt động một xíu. Chưa tới 5-10 phút là bắt đầu nắm tay rồi ấy, đôi này kia. Khác xa hoàn toàn so với bố con kể luôn. Bố con quảng cáo là anh này anh nhát gái lắm, mày phải tấn công đi. Nhưng mà con chỉ cần nói chuyện, lần đầu tiên nói chuyện vài ba câu là thấy anh này không những nhát gái, không nhát gái mà anh này còn lại còn rất là sát gái nữa. Rất là mạnh mẽ nữa ha. Rồi lần gặp gỡ thứ hai thì sao? Cũng là bố mẹ chồng con trở lên, cách chỉ đâu có 2-3 ngày thôi. Đúng mà. Dạ. Không công nhận bé này nó chiều khách hàng vậy. Lần đầu tiên gặp nhau là anh tỏ tình, đến lần thứ hai là cầu hôn luôn. Mà cách đó có 2-3 ngày tụi. Vậy đó hả? Là trong kinh chạy luôn. Dạ. Khi mà tụi con đã nói trước ở nhà rồi là, nhưng mà vợ con là phải xác nhận là bằng lời nói cơ, chứ không thể nào mà gọi điện thoại được. Thế là hôm đó nhà con đưa vợ con lên. Con bảo là, có thể anh cầu hôn em rồi nhận đâu. Thế mà phải đàng hoàng chứ ạ. Nhưng mà lúc đấy gấp gáp quá, không có gì chuẩn bị gấp. Anh rút cái nhẫn từ trong tay anh ra và anh đeo cho con. Đây, cái nhẫn này. Dung nhớ mấy câu anh không? Trời. Lúc đấy là con lùng bùng lỗ tai rồi, đâu nhớ gì nữa đâu ạ. Vui quá, không nhớ gì hết ạ. Vui quá. Hai đứa cùng ở Bình Phước luôn. Dạ, hai đứa cái nhà nhau khoảng 10 cây ạ. Thì ra là sau khi cưới về thì nó có những cái chuyện gì xảy ra không? Trước hôn nhân của tụi con, trước khi mà anh gặp con thì anh có quen một cô gái đó từ chứng khoán chung. Không may là thua lỗ, anh không có nói với con. Đến lúc mà tụi con cưới nhau được khoảng gần 2 tháng rồi thì con mới phát hiện ra, tại vì trực giác của một người vợ ấy ạ, thì con mới phát hiện ra. Và con giận anh, tức là vì sao anh lại không có nói với em. Tức nếu như anh nói trước với em á thì mọi thứ em đều chấp nhận được, nhưng mà đây em đảo là vợ anh rồi mà anh không chia sẻ với em không chấp nhận được. Còn nếu như trước đây anh quen bao nhiêu cô gái và anh như thế nào thì lúc đấy em không quan tâm. Sau đó thì con có nói chuyện với lại bố mẹ chồng và để bố mẹ chồng giải quyết hết những cái vấn đề đó, thay mặt con làm chủ trì cho con để giải quyết với cô gái đó. Còn bây giờ đến cái phần kia đi đó, là sau khi cưới về rồi cũng chưa có tìm hiểu nhiều thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái tật xấu. Cái điều con bất ngờ nhất là chồng con rất là bừa bộn. Bừa bộn. Con không tin được luôn. Đáng lẽ trong quân đội là rất là ngăn nắp mà ta kỹ cương lắm mà. Dạ vâng, lúc đầu con cũng nghĩ y chang như chú vậy đó. Thay đồ xong, cái quần thay xong là tụt xuống để ngay tại chỗ, cái áo thay xong cái vắt ngay chỗ đây, tức là để nguyên lại xi như vậy. Và người dọn dẹp là chính mình. Dạ không chú, con kêu, con gọi chồng con lên vô xử lý liền thôi. Không, nhưng mà mọi thứ trong phòng gần như là đều là con dọn. Dạ, với là anh này anh rất là nhây ạ. Chồng con rất là thích cắn mặt con. Cắn mặt vợ. Dạ, yeah, cứ thấy con là bắt đầu cắn nát cái mặt con. Cái mặt vợ giống như cái bánh gì đó. Dạ, yeah, đúng rồi. Ok, rồi giờ tới phút đó cưng. Vợ con một cái giác quan rất là nhạy bén và khi mà ghen lên rồi là hôi luôn rồi. Ghen đúng luôn. Hôm đó là con lấy một cái, tạo một cái Facebook giả để thử con. Lấy con là con đã thấy nghi rồi. Con gọi điện là không nghe rồi, là không dám nghe. Đấy, rồi sau là có được nghe giọng nữa là đã thấy quá trời là giống giọng mình rồi. Hay là bắt đầu nghi rồi. Thế là sang ngày hôm sau, cô kêu yêu đương này nọ, thôi con kêu là chắc chắn là có người thử rồi. Mà không biết là vợ con hay là bạn của vợ thôi. Thế là con cũng nhắn tin nhưng mà lúc đấy không thể nào xem được cái mặt thôi, không thể nào biết là ai nhỉ. Thôi con bảo lóc. Về là xong vợ con cũng đã kiểu như nói cái kiểu mà ướm là con đã nghi thêm rồi. Chắc chắn là chỉ có vợ con hoặc là bạn con. Lúc đó là con bầu, con bầu được 4 tháng. Thì tối nó có nằm mơ mà. Con thấy mẹ ngoại tình, rồi ngày mai sao mình bứt rứt trong lòng liền. Cái thay vì để cho người ta hốt tay trên mình thì thôi mình tự xử, mình tự thử anh luôn. Tức là em biết không, thường phụ nữ khi mà yêu cái người đó quá thì mới có cái vụ mà ghen ở trong mơ đó em. Thực sự là như vậy chứ không phải tự dưng đâu con. Nghĩ ngợi nhiều quá là mới ghen đó, ở trong mơ đó. Rồi khi mà con đi như thế nào, nhưng mà khi mà ở nhà với con thì vợ con dùng rất là con nít, con thích điều đấy. Khi mà mình muốn ở bên ai mình kiểu mình muốn nó có thể thoải mái đi, thoải mái nhất đấy. Vậy là dễ thương mà. Vâng. Thì hồi nãy chú có một cái lời đề nghị, tức là nói gì nói vợ vẫn còn ghim một cái gì đó trong lòng. Thì chú muốn nhân cái cơ hội ngày hôm nay là vợ sẽ bỏ luôn. Không, hành động đúng thì lên. Nói. Hành động thì nhìn vợ đừng có nhìn cái giả. Trước đó thì con cũng đã cố gắng để thay đổi bản thân rất là nhiều, làm sao, tại vì bản thân mình cảm thấy là mình gây ra nhiều tội lỗi, mình cảm thấy mình không xứng với cô ấy nữa. Nhân chương trình này thì cũng một lần nữa phải
một lần nữa cũng mong muốn gửi lời xin lỗi đến vợ và cảm ơn vợ đã luôn ở bên cạnh và đã tha thứ cho chồng. Một điều rất là may mắn trong cả một hành trình hôn nhân của tụi mình đó là chồng rất là có trách nhiệm và cố gắng thay đổi rất là nhiều vì vợ. Tới đây rồi mà còn để hai cái tay không như vậy là sao? Lần đầu ông gặp ông đã nắm tay người ta rồi. Ok. Rồi. Quá. Em tên là Phạm Châu Thanh, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng viên công tác tại bệnh viện Phòng Thạch, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em. Dạ, em tên là Ngô Hoài Hân, năm nay 26 tuổi, đang là điều dưỡng tại bệnh viện Phòng Thạch. Hai bạn làm chung chỗ. Hai vợ chồng là làm chung chỗ. Dạ. Gặp nhau rồi. Chắc là gặp nhau đúng không? Dạ. Bây giờ kể cho anh nghe đi cái câu chuyện tình của các bạn như thế nào. Dạ, tụi em quen nhau tính tới điểm này là được 3 năm rưỡi. Thì cưới nhau là khoảng 2 năm rưỡi. Thì do em vô làm trước em 1 năm, 1 năm sau em mới lót tóc đi vô. Thì lúc đầu lúc đầu á chưa gặp vợ em liền thì toàn gặp là những cô lớn tuổi thôi. Rồi 3 ngày sau đó thì vợ em mới từ trên lầu đi xuống. Thì em mới đập vô mắt em lần đầu tiên, thấy cô vợ em là da trắng là em khoái rồi. Rồi tướng nhỏ mi nhon là hợp với ý em. Khoái nữa đó. Khoái nữa thứ hai nữa là có điều là không được thấy mặt, tại vì mang khẩu trang từ suốt từ sáng đến chiều. Nghĩa là nhìn thấy hai mắt rồi. Nhìn thấy hai mắt với tóc tai thì thấy gọn gàng sạch sẽ là em ok rồi. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên của Châu Thanh về em là vậy, nhưng mà khi mà em gặp ảnh đầu tiên thì em có ấn tượng gì? Nói chung là không có cảm tình lắm, tại vì tính dễ sai biểu lắm, ai nhờ gì cũng làm hết. Rồi vui vẻ, rồi hay khao nước mọi người uống đồ này kia rồi. Ủa vậy thì quá dễ thương sao lại không có cảm tình? Không, tại vì dễ dạy quá nên em không thích. Người đàn ông khó dạy. Thì khi gặp vợ em á, em thì thích hay chọc, thì em mới hỏi là xuống đây làm gì kiếm gì. Cái vợ em mặt ù ù đóng không trả lời. Và em thấy cũng hay quê quê rồi đó. Cái em mới hỏi lại mấy cô chồng, nói ủa cô này là ai mà sao con không trả lời. Nó mới chia tay ngày yêu cũ á, cho chồng nó nuốt vững vậy đó. Trời xui đất khiến sao cái vợ em xuống làm chung chỗ của em luôn. Thì lúc đó em mới có cơ hội em trả thù lại chứ. Bữa là em quê mà. Mâu thuẫn với công việc với nhau rồi sau đó hai đứa như là chó với mèo với nhau vậy á. Mấy cô trong bệnh viện là hay chọc nó là cãi như nhau vậy mà mai mốt coi chừng là hẳn cặp đó. Rồi đến bao lâu thì hai em mới quen nhau? Dạ đến lúc mà thấy gây lộn nhiều quá, cái khoa mới yêu cầu là sếp chuyển em lên chỗ khác. Bắt đầu nhớ nhung. Dạ đúng rồi. Lúc đó là bắt đầu lúc đó em thấy nhớ. Em không còn người để gây nữa, tự nhiên nhớ. Dạ đúng rồi. Tôi đòi đợi cái gì đó gần xa nhà mới nhớ. Tối em mới về em mới nhắn tin, hôm nay không có gặp nhau gây lộn mà có buồn hay không, có nhớ nhớ em không? Bây giờ trả lời nha. Dạ, dạ trả lời nó là cũng thấy nhớ nhớ, cũng thấy không mà buồn. Sau này đi chơi chung cứ đưa rước vậy cái biết rồi, hai đứa quen nhau luôn không biết. Mà quen nhau là bí mật tại vì mấy má hay chọc hoài á, mình mất cỡ mình giấu giấu đến khi nào mà chuẩn bị kết hôn rồi mới má mới biết. Tới lúc mà mời thì mấy má cũng bất ngờ. Chắc có lẽ là trong ngày vui của hai đứa chắc mấy má là người hạnh phúc nhất. Dạ đúng mấy rồi. Mấy má là phát biểu đúng. Nhận định của các cụ là đúng. Rồi thì dạ. Trong quá trình quen nhau như vậy thì là người yêu cũ của em á, dạ. có ghen với anh này không? Cái đó là thật sự là một cuộc chiến rất là dữ dội đó em. Vậy á hả? Rất là khổ. Đâu kể đi. Cái giai đoạn em rất là khổ. Nhìn mặt em là thấy khổ rồi đó. Em nói nghe coi. Mặt khổ liền á. Mặt khổ liền. Tại vì lúc mà gặp vợ em á thì em cũng đã có người yêu rồi, cũng đã 6 năm rồi. Vừa phải lo bên người yêu này, vừa phải lo cho vợ em nữa. Tức là em làm một lần hai người. Cứ là em là bắt cái hai tay hả? Dạ. Dạ không không, tức là lúc đầu em chỉ chọc vợ em. Dạ đúng em rồi có cô. Ý nghĩ gì là hết. Mới đầu là cứ chối nói là em chưa có bồ. Nhưng mà thật ra là quen rồi. Nhưng mà cái người đó có biết em không? Có hẹn gặp nhưng mà tại vì do không có thời gian gặp, nhưng mà chỉ có gọi điện. Cái áp lực quá điện thoại. Nhưng mà em đã dừng rồi đúng không? Chưa nói bên đây ta bắt cả hai tay rồi. Lúc đó em có đánh ghen ngược lại bên đây không? Dạ không, lúc đó con hiền lắm. Đại loại là nghĩ là mình là người đánh sao. Mình là người có lỗi nên cứ như thấy cũng rây rứt nên cứ nhịn đến là. Rồi còn cái người yêu của em thì sao? Dạ người cũ quay bằng này không? Xin số điện thoại của vợ em để gặp em. Gặp em này em thì tính em cũng nhiều chuyện thì gặp thôi mình thoải mái mà mình gặp thì nói dính vợ em là xấu tính rồi chọc cằn nóng nảy anh đừng có quen con này nữa kiếm người khác quen đi thương anh như vậy thì em cũng nói nhưng mà tôi thích cái tính đó của bạn ly luôn em cũng nói, ly luôn đúng rồi tôi thích cái tính đó đó giờ anh muốn giải quyết sao giải quyết nhiều lần cũng như dứt khoát thì anh mới kêu em là bây giờ mình thương lượng đi thương lượng gì trời ơi cái này là riêng phát sinh riêng tên là chồng không có nói với vợ phát sinh riêng thì sao luôn nói với em là
từ nay thay mình á đừng có gặp vợ em nữa, để cho thời gian xem là nhớ ai trước, nếu mình nhớ thì người đó thắng. Thì cái rồi đừng có đưa rước gì hết á, nhớ vợ em mà gọi điện ai trước thì người đó thắng. Người đó thắng. Em cũng đồng ý. Em cũng chấp nhận luôn. Tại em không sợ mà tại em đang có người kia rồi. Rồi xong luôn. Vẫn còn. Như là sao chương trình này về là mệt rồi đó. Cuối cùng thì sao? Thì em cũng làm theo nhưng mà sáng em vẫn theo dõi, lén lén theo dõi lại xem cái cậu đó có giữ lại với mình hay không chứ. Mình phải theo dõi chứ. Thấy không có, thấy cái dạy em đi xe buýt không ai đưa rước hết thì cũng được 3 ngày. Vô trong bệnh viện em có được lợi thế hơn, nên là chưa em mời vợ em đi ăn cơm cậu nó không biết được, cậu nó không có cấm được em. Đồng nghiệp mà ăn cơm chung mà đâu có cấm được em. Thì nhờ đó mới nói chuyện với vợ được nhiều hơn. Và lúc đó mà em thấy là vợ em cũng nghiêng về em nhiều rồi, em mới tấn công luôn. Tức là em dạy em bỏ kèo luôn, và em khỏi có cái khuôn lụi hết luôn, em tấn công luôn, sáng ăn đưa rước luôn. Và cái cậu đó đi theo sau em, cái dí theo em, em chạy càng nhanh, chạy càng nhanh, chứ chạy tới cái lúc mà em thấy thôi giờ chạy nhanh quá nguy hiểm quá em dừng lại. Cái cậu đó cái em cứ giờ qua bên xe cậu đó chở đi, em không muốn xích mích xảy ra. Ủa vậy hả, sao kỳ vậy, sao lạ lùng vậy? Qua bển được cái bạn kia rồi bạn phản ứng sao? Có nghĩa là lúc đó bạn có đòi nối lại em hay như thế nào? Dạ cũng có, nhưng mà thấy anh này hợp tính, chăm sóc chu đáo, rồi chưa thấy tật xấu, làm chung cơ quan nữa thôi, coi như là tiến tới hôn nhân luôn. Như vậy là sau hôn nhân thì mọi thứ có êm đẹp không, hay là vẫn còn có những cái khúc mắc về những cái rơi rớt trước? Cũng có cô. Về nhà chồng tức hồi vô tình nhặt ra vẫn thấy là kỷ niệm hình thư đồ của bạn kia còn cất trong cái hộp rất là đẹp, gọn ghẽ một nơi góc nhà đó. Lúc đó cảm thấy là buồn lắm, giận lắm, rồi hai chồng có gây gỗ vụ đó à. Ghen. Ngược lại thì em có ghen với vợ em? Em ghen dữ lắm chứ. ghen dữ lắm. Tại sao ghen? Tại vì cưới xong rồi nhưng mà cái cậu đó lâu lâu liên lạc lại, theo dõi lại với vợ em, không liên lạc cậu điện thoại, hỏi thăm sức khỏe rồi hỏi sống hạnh phúc rồi không. Em thì ghét nhất, em không đồng ý cái chuyện đó. Mà em xem cái thái độ của vợ em thế nào, vợ em vẫn bắt máy, vẫn trả lời, nhắn tin lại. Tại vì nghĩ là nếu mà không còn quen thì là còn bạn bè. Mà chồng em cũng nhiều cái ngộ. Có ví dụ như là lúc xưa em cũng có nhiều bạn nam học thời trung học á, mấy đứa bạn thường hay gọi hỏi thăm này kia rồi. Kể từ ngày lấy chồng á, bây giờ coi như là hết liên lạc được với mấy bạn cũ nữa. Chồng không cho? Dạ. Em giữ điện thoại luôn rồi. Ai gọi cho vợ em nói lộn số. Trời ơi. Em muốn đi kiểm tra là xem cái cậu đó, cái ngày hôm đó ngày nào có liên lạc hay không, để em biết em xử lý. Chứ em không muốn là phá vỡ hạnh phúc của em. Nói chung là em áp đặt vợ em cái chuyện đó. Còn mọi chuyện gia khác trưởng lắm cô, tức là bắt em làm theo ý rồi. Quần áo hay vậy, em thích cái này không thích, không cho bạn cái này giấu đi, rồi cứ mua một cái áo khác cho em, nhưng mà cái phong cách nó không có hợp. Bắt em hả, giống như cái hình tượng như chồng xây dựng vậy á, giày này rồi áo này quần này nó mới hợp vậy á, nó không cho. Coi như chồng định hướng. Như là ông chồng là làm stylist vậy. Dạ. Rồi hay quyết định cái gì mới mua một món đồ gì á là không có bàn với vợ, cứ một tự mình quyết định vậy á cô. Nhưng mà cưng ăn mặc sao, cái gu của cưng sao mà nó là không hợp với dạ, gu của chồng? Dạ cái gu của con là hơi nhí nhố chút xíu. Kiểu như là mình cũng có Sitin à? Dạ Sitin. Có hở trên hở dưới không? Dạ không, chỉ có là hơi quần hơi rách rồi áo hơi kiểu bọ chút xíu thôi, chứ không có phải rồi. Là rồi chồng... Châu Thanh. Châu Thanh stylist cho vợ mình. Theo mô hình gì? Áo dài tay. Mô mình áo dài tay kính cổ mình phải quần len lịch sự là áo len áo sơ mi được. Áo len không, không dùng áo len, áo len hoặc là bản đầm áo len kính thì đầm dài, đầm dài kính, dạ kính. Tức là chồng là muốn vợ là đứng đắn lên. Anh nghĩ là nghiêm chỉnh lên. Anh nghĩ tại vì cái tính của Châu Thanh á là thích con gái da trắng, cho nên là phải bịt kính. Hay là sợ anh trai nó nhìn? Em sợ anh trai nhìn soi mói. Có nghĩa là vợ của em á là rất là được nhiều những cái cánh gọi là mày râu để ý đúng dạ, không? Đúng. À. Dạ. Xưa thôi chứ bây giờ nè, đâu còn ai. Bây giờ nè, ở chung nhà nè, đi dạ. Làm thì ở chung bệnh viện nè, dạ. Đúng chưa? Dạ. Đâu có xa nhau bệnh nhân, mấy đâu. Bệnh nhân để ý em sao vậy? Trời ơi, bệnh nhân nằm la liệt. Đâu có biết. Nhìn được trời. Bởi vậy mới đâu làm gì được bệnh nhân. Người ta bệnh mà, người ta có để ý, người ta lấy mắt người ta nhìn dạ, cái bực mà không làm gì được. Trời ơi, tôi nghi chắc cô vợ này ở chồng mỗi lần mà lấy cây kim mà chích vô tay rút máu cho ổng đi theo ổng cầm tay bệnh nhân. lúc là làm ở chung ở phòng khám bệnh thì không có chích chót, mà vô khoa này đúng là em theo sát vợ em lắm, tức là đi đâu vợ chồng cũng đi chung, ăn uống chung, tắm cũng tắm chung luôn. Tụi em là ở chung với nhau là 24/24 gần như như là vậy đúng không? Coi như là 23/24 tiếng hả? Nhưng mà anh hỏi nè, với cái sự kiểm soát của chồng em như vậy, cái cảm giác của em như thế nào? Anh khó chịu ạ. Tại vì từ ngày mà lấy chồng rồi, cái lúc đầu thì chỉ có tâm lý thôi, chuyển đổi mình cũng muốn liên lạc với bạn cũ này kia thôi, còn khúc sau thì chỉ về chỉ là
đi làm rồi về rồi cơm nước nhà, gia đình rồi con rồi chỉ suy nghĩ vòng vòng vậy thôi. Buồn thì chỉ lên phay rồi, rồi chơi game rồi thôi chứ cũng không có liên lạc với bất cứ ai nữa cô. Ngày xưa con cũng có nhiều bạn giống như bạn thân á, mỗi lần cái liên lạc với bạn cũ cái gây nhau cái. Nhưng mà với bạn gái thì chồng có đồng ý không? Bạn gái em cũng không biết nữa, mà có lần nhỏ đi đám cưới nhỏ bạn hỏi mày còn xài số cũ không, nói dạ còn, nói sao tao gọi người ta cứ nói lộn số hoài vậy. Bạn gái mà không cho liên lạc luôn hả? Dạ không không, tại chắc lúc đó em làm việc mệt quá kiếm hơi gọi kiếm hơi cái thôi, nói lộn số dạy cho rồi cho xong rồi cho gì thôi nói được sao như vậy là đường bạn bè của vợ mình rồi. Không bây giờ này, em có mong muốn, em mong muốn chồng em thay đổi những cái điều gì? Thứ nhất là phải tin tưởng vợ, thứ hai là phải quan tâm chăm sóc đến sức khỏe của mình, thứ ba là bớt tính gia trưởng đi, bớt ấp đặt vợ. Quan tâm đến sức khỏe của mình là sao, tức là chồng em nhậu nhẹt rồi? Dạ không, là cứ như là đau chân á mình phải đi khám, rồi chồng em suy nghĩ sao mà thay vì đi khám bệnh thì lại đi mua bảo hiểm nhân thọ. Này nếu mà chồng có gì thì sau này vợ với con có để phòng ngừa. Đó là bạn nghĩ xa, không bạn tính lo xa chồng. Ờ, thể hiện xa đó, thể hiện mọi lúc mọi nơi luôn. Nhưng mà cái đó là cái xa vời, còn cái trước mắt là mình phải đi khám cái chân. Không cái câu nữa nó kéo nặng hơn đó. Đó là những điều em mong muốn chồng em thay đổi. Dạ, đúng không? Dạ. Hỏi con em Châu Thanh, dạ. Hân có điểm xấu gì? Em hay là bây giờ mới phát hiện ra là nghiện game với nghiện Facebook thì hai cái đó là em ghét chúa, em nói thiệt. Em cũng muốn là vợ em là bớt cho Facebook lại, bớt game lại. Anh lên Facebook có nhiều cái tốt không bạn bè chia sẻ? Em ngồi trên này 4 người hết 3 mạng là dính Facebook. Facebook có nhiều cái chia sẻ tốt hay mà. Cách dễ mà Thanh là muốn vợ thay đổi cái gì? Em muốn vợ thay đổi là phụ em làm việc nhà, bớt ngủ nướng, bớt cầu nhậu em. Làm ít nhưng mà cầu nhậu em nhiều. Trời ơi muốn nhiều quá đi. Chị thấy bên này nè, bây giờ hai bạn này là có một cái bạn vợ nói về Thanh á là khá đúng, tức là em thể hiện cái gia trưởng á trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh. Giờ chị nói em nè, bây giờ em cứ hình dung ha, không cho liên hệ lại với bạn bè ha, cả nam cả nữ là đã bị một lần bó buộc rồi. Bây giờ em lại mong muốn là không Facebook, không game, thế thì vợ em sẽ giải trí bằng cái gì? Có nghĩa là em hình dung một con chim mà bị nhốt ở trong lồng á, thì sớm muộn gì á cái tư tưởng của nó chỉ muốn bay ra thôi. Em cứ để ý chim còn nó còn vậy mà, nó chỉ muốn thoát ra thôi. Cho nên mình phải làm sao á để là thấy là biết là nhốt trong chuồng nó. Cái hay của em nếu em làm được là nhốt trong chuồng nó nhưng mà không bao giờ con chim nó cảm thấy rằng nó đang bị ở trong chuồng. Dạ. Đó là cái hay của em mà chị nghĩ em làm được. Đó còn ngược lại á thì có những cái mà lo xa của Thanh á rất là tốt, nhưng mà em phải nghe lời vợ em là em phải nghĩ tới cái gần nữa. Ví dụ là cái chuyện đi khám cái chân là phải đi. Dạ. Mua bảo hiểm cứ mua nhưng mà phải khám cái chân, đúng không? Và sở dĩ tại sao mà Thanh bị cái tật mà lo xa về vấn đề tình cảm, bản thân lúc mà lấy được em á là Thanh đã bị vật lộn áp lực quá nhiều đối với bạn trai cũ của em, cho nên thành ra cái mối tình của tụi em á để đến được với nhau nó quá là khó khăn và nó quá nhiều những cái chi phối ở bên ngoài tác động tới tạo cho cái sự mệt mỏi áp lực, nên khi mà lấy được rồi, cầm trong tay được rồi rất sợ bị mất. Nhưng mà em yên tâm đi, chị nghĩ rằng á vợ em á không phải là cái gọi là cái dạng người mà dễ bị mất đâu, em đừng có lo. Cho nên nó theo chị là em làm sao mà trong chuồng nhưng mà không bao giờ có cảm giác đó, như vậy. Dạ. Thì em mới giữ lâu được ha. Dạ. Chúc hai em hạnh phúc, lúc nào cũng tươi cười như thế này hoài. Chúng mà về nhà phải nhớ nha, đừng có kiểm soát điện thoại cổ nữa, cho mở rộng đi, mở rộng ra. Đừng có gọi em số nữa. Dạ. Rồi chào hai em. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi, tính cả tuổi mụ. Thì hai mấy đó là 27 đó. Không, vậy là nó nhỏ quá, nó trẻ. Tức là có cái cặp kia là các bạn kia mới 26 thôi, nhưng mà nhìn bạn cứng cỏi giống như 30 vậy đó. Còn con 27 mà nhìn con như 22 á. Đó. Nghĩa là trẻ hơn. Trẻ hơn số tuổi con quá nhiều luôn. Rồi Đức Thành là 27 tuổi. Công việc gì và đang sinh sống ở đâu? Dạ, tại là con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Quận 10 đường nào? Ở đường Nguyễn Giản Thanh. Nguyễn Giản Thanh là gần với nhà chú luôn. Dạ, gần cô nói thiệt, con hồi xưa là cô không hề biết nhạc rap, cô không nghe được nhạc rap, nhưng mà từ khi cô coi Rap Việt tự nhiên cô rất là thích rap. Dạ. Con có thể rap một bản được không? Con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Đó. Vô bây giờ không cái gì nữa biết đây, nè. Gì nữa nè, đó cái gì. Tùm. Sẽ con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, quá hay luôn. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Không, con ngồi đi. Vô.
Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xòe xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này như có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui, đắm say trong men cay, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay, nói to cho em nghe, tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm. Mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi, để cho đêm nay hai ta ngất ngây. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá. Tự nhiên không khí nó náo nhiệt. Sớm lên liền chị. Sớm lên liền. Đây là số thứ 1. Số 1 trong ngày quay đầu tiên. Đó. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến. Năm nay con 19 tuổi. Tại vì nãy mình đoán hai mấy đó. Bởi nãy tôi nhìn nó là tôi nói phải gọi là con thôi. Mình đoán hai mấy cái bé nó. Dạ, không tới đâu. Sao nè, 19 tuổi là sao nữa nè? Công việc. Con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Nội trợ thôi? Dạ. Ồ, vậy hả con? Tôi còn tưởng là bé này mà nó hát bolero, cái lặng bài bolero là phấn chấn tinh thần liền. Con biết hát không Yến? Dạ không. Ủa, tụi con cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ được gần một năm ạ. Một năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng. Bữa nay mụ hay quá, mụ hay quá đúng không? Mụ đoán hai lần trúng hai lần. Làm hay như quá là quay trở lại đó. Quay trở comeback lại à, vợ chồng trước mùa, trước mùa dịch á là chú Thuận đoán 100 câu là trật 105 câu, con không bao giờ trúng một câu nào. Mà sau dịch quay trở lại nãy giờ là bao nhiêu câu là trúng bấy nhiêu câu. Lợi hại cái năng lượng hên nó bơm vô người. Rồi con nói tiếp nè. Dạ đợt đó là anh á ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn thì con lại không biết anh này, không biết nhóm của anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo thì... Ủa tại sao anh con lại được làm khách mời của nhóm này? Dạ anh con là vừa là MC vừa là rapper. Dạ. Có phải là Hoàng rapper không? Sao thấy vừa làm MC mà vừa làm rapper thì cái Hoàng rapper nữa à? Dạ thì gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Dạ nói chung là sau ngày hôm đó là về sau rồi mới nói chuyện tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi ạ. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con người yêu cũ thì con cũng không để ý lắm là cũng không để ý lắm tại xong rồi về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook xong rồi nhắn tin xong rồi comment đùa trên Facebook thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lẽ dĩ nhiên là ảnh mới nuôi con rồi. Chứ con làm gì. Ủa con có nghĩa là khi mà con nói con gặp ảnh con không ấn tượng gì. Dạ. Vậy thì tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu lôi trôi quá con chị. Già dữ á, con già trâu dữ á. Lúc đó chắc con 18 tuổi hay sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành á. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi ké tính một chút xíu á. Xong rồi kiểu... Anh mà già sao anh làm rap được con? Con tưởng tượng đi chú mà rap kỳ lắm á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Không, tức là nhắn tin mà trêu đùa nhau á, bao lâu thì bắt đầu mới có những cái mà nó thuộc loại đi sâu sắc hơn về tình yêu, là bắt đầu thả thính nhau mà về yêu đương á? Có nghĩa là từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, vào trong quận 10 con làm việc phòng thu rồi thì bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy con cái ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Dạ, thì đấy thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Xong rồi có kiểu cũng bảo là người yêu người đương các thứ này thì lúc đấy chỉ nói vui qua lại thôi. Nhưng mà về sau hai đứa kiểu như là gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Thế con bắt đầu gục ngã ảnh vào lúc nào, cái thời điểm nào con còn nhớ không?
Dạ không, tại vì cứ hai đứa cứ kiểu là nói chuyện bình thường vậy đó, xong rồi yêu hay là cưới cũng không có tỏ tình, không ai nói với ai hết luôn, kiểu như mọi chuyện nó cứ xảy ra. Nhưng mà con biết là ổng là làm mai con cho cái người em đó không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe ráp qua. Thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu gì kỳ quá. Để bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh, thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Dạ. Là coi như tụi con cứ êm đềm yêu nhau vậy thôi. Nhưng có cái hôm nào mà con tỏ tình không? Ít nhất con cũng phải có một cái câu nói là làm bạn gái anh nghe hay là như thế nào? Con có chứ, nhưng mà bình thường thì con rất là ngại nói chuyện trực tiếp ấy. Mình hay viết lên lời rap nhưng mà khi nói chuyện trực tiếp thì rất là ngại nên là con hay nhắn tin. Cũng có nhắn mà cũng có mà làm người yêu anh nhé các thứ. Rồi là... Tiếp vậy. Rồi không thì hỏi là có nhận lời không? Dạ, kiểu con cứ lơ lơ đi. Kiểu con nói sang vấn đề khác á. Tại vì con cũng ngại kiểu trả lời như vậy đó. Nên là kiểu hai đứa cứ vậy. Cứ cái đợt mà đi Cần Giờ đó là mấy đứa đi, là đi hai đứa hay là đi mấy đứa? Dạ, có đi chung với anh là anh chủ của anh Ngắn. Nên là sau cái chuyến Cần Giờ nó về là con hết giận ảnh. Dạ. Là bắt đầu là thân thiết đúng không? Dạ. Rồi sau đó bao lâu nó phải có một cái cột mốc, nó phải có một ngày gọi là chính thức là hai đứa quen nhau, đúng không? Chắc con hay là bữa Cần Giờ. Dạ đúng rồi, con nghĩ là cái hôm đi Cần Giờ là cái hôm chính thức để là kiểu con yêu... cũng lấy cái ngày đó là ngày kỷ niệm yêu luôn, tại đúng vì rồi. Nó cũng không có cục mốc nào hết nên mà con nghĩ bữa là cái đó đi Cần Giờ này. Về có nắm tay nắm chân gì không, có cả cả gì không? Có đi ôm ấp cá thứ chứ. Vậy rồi dính rồi, dính rồi. Dính rồi. Vậy là bữa kỷ niệm tình yêu là đúng rồi, là ngày hôm đó là đúng đi. Rồi đó, cho khỉ ăn rồi cả cả tay chân rồi đúng không? Rồi rồi sau đó là yêu nhau bao lâu, tức là yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới. Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới thì là tầm mấy tháng, 6 tháng. 6 tháng. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. À, sự cố đúng không? Dạ. Mấy cặp rồi nói chuyện như là coi như 8 cặp mà hết, coi như 6 cặp là bác sĩ bảo cưới. tại vì bé còn nhỏ mà đúng không? Dạ, lúc đó là con vừa đủ tuổi. Thì con vừa đủ tuổi nhưng mà cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Để lúc yêu nhau được hơn một tháng là có đi Vũng Tàu mấy ngày. Dạ. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ. Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc á. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Và quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Về gặp ba mẹ của Yến thì sao? Cái lúc mà vợ con bảo là có bầu thì cũng bảo thế, có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả, thì con mới gọi điện về cho bố mẹ, thì bố mẹ con cũng dễ tính, thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 25-26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả mấy cả rồi, bố của Yến. Quá mà. Dạ. Thì... con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa, ông anh thì ông anh họ con ở trong làm trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi, thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới mấy bố vợ con, thì bố vợ con khóc, bố vợ con rưng rưng nước mắt mà, xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy, kiểu thương con gái quá, cũng hơi ít tuổi, xong rồi thương quá thì mới khóc, xong rồi ngồi một lúc thì mới bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Nhưng mà kiểu bố chồng và bố con với cả bố vợ con hai tính giống nhau quá nên là hay cãi nhau. Vậy à? Không thống nhất được một cái ngày cưới hay là thống nhất được cưới như nào ấy. Xong rồi cứ bị qua lại nói qua lại, xong rồi bố vợ con bảo thôi không cưới nữa. Không cho cưới nữa. Bố bực đúng không? Dạ. Bực, bực không cưới đã, không nói chuyện nữa rồi sao đấy mà. Thì bố con cũng bảo cưới thôi, bố con cũng tắt máy không nói chuyện nữa. Nhưng về sau thì kiểu người lớn thì cũng mình suy nghĩ lại, xong rồi cũng gọi điện cho nói chuyện, thì thống nhất là ra ngoài Hải Phòng làm đám cưới. Đấy thì cái lúc mà con xin cưới như thế. Tại vì là ba mẹ con ở trong này là cưới, người thì nói là cưới trong này, người thì cưới ngoài Bắc, nên là kiểu nói qua nhau lại cái vấn đề địa điểm cưới á. Nhưng mà cuối cùng thì mình cưới Hải Phòng. Dạ. Rồi con cưới trong thì này không? Về quê mượn nhà của ông để cưới ở ngoài Hà Nội. Dạ. Là tụi con là
Ủa nhưng mà con gốc Hà Nội hả? Dạ con người Hà Tây ạ. Thì có cưới trong Sài Gòn không? Dạ không, tại vì lúc mà vợ chồng con cưới xong thì nói chung là vấn đề kinh tế nó cũng khó khăn á. Thì với lại vừa đó là con vừa cưới xong mà dịch nữa. Nên là quyết định là thôi, không có cưới lại. Nhưng mà tại vì quê con Hà Tây hả? Dạ. Ừ vậy thôi là cưới ở ngoài Bắc được rồi, bố mẹ bay ra thôi. Dạ. Đúng rồi. Cô tưởng con người Nam tức là ở miền Tây á thì là mới phải cưới hai nơi chứ còn. Dạ. Rồi nay là được bao lâu rồi cưới nhau? Cưới nhau từ ngày 4 tháng 2 mà đến bây giờ là 2020 hả? Vâng, con nhớ 2020 bây giờ là 1 năm. Dạ. 1 năm tám. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ, được hơn 1 tuổi á. Hơn 14 tuổi rồi. Dạ. Rồi sau khi cưới như vậy á, có nghĩa là trước khi cưới là hai ông bố đã có một cái sự hiểu lầm, cũng có giận dỗi nhau. Vậy thì sau khi cưới thì có hai bên có gì xích mích hay không? Hoặc là có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ không. Tức là tụi con cưới xong là vô miền Nam liền luôn hay là ở ngoài Bắc một thời gian? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Trời, bị liền luôn ạ. Dạ, bị cưới xong phát là bị luôn. Thì cách đó 1-2 tuần nhé. Rồi sao? Thì cái giấy tờ của con cũng bị mất, con đi chơi xong rồi bị mất hết giấy tờ, không bay vào trong Sài Gòn được. Thì ở lại thì hôm sau là đi kiểm tra là bị lao phổi, bị bệnh. Trời. Thì bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Lúc đấy con cũng không có bảo hiểm nên là rất là đắt. Thì con đi con chữa, đầu tiên là con chưa ra bệnh viện, con đi chữa ở chú là em của bố con. Chú con làm đông y chữa thì thực ra thì chú chữa cũng giỏi nhưng mà cái bệnh đấy là bệnh trong không thể chữa kiểu đấy được. Nội. Thì chú chữa lại bị nặng hơn một xíu. Bị nó cái dịch ở trong phổi con nó bị co lại, người ta hút nó khó. Thì lúc con đi chữa thì con bị kiểu con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày, đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Trời. Đấy thì xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bị phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi thì từ lúc đấy là con cũng khỏe. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? Phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Vậy là cái giai đoạn khó khăn nó chắc là vàng vòng tiền bạc rồi chắc. Dạ. Con bán hết luôn đúng không? Như vậy là cái lúc đó là tụi con cực kỳ khó khăn luôn á. Chồng thì bị như vậy, vợ thì lại đang mang bầu. Có bầu đúng không? Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được đêm á. Rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì. Thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư. Hên, nếu mà hên lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi. Nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Nói chung là không ngủ được. Xong rồi về sau đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Lúc đó là bầu mấy tháng con? Dạ lúc đó con mới bầu hơn 2 tháng. Trời ơi mà nó còn quá nhỏ. Không nhưng mà cái tuổi nó ngộ lắm em. Cái tuổi là cái bầu nó lại rất là 2 tháng, 3 tháng nó không có vấn đề gì luôn, nó rất là khỏe luôn. Đúng không? Lúc đó bé nó còn nhỏ quá. Rồi mình lại bệnh như vậy. Thì khi mà em phát hiện bệnh như vậy thì Yến mỗi lần như vậy thì có động viên em hay là lúc đó em thấy Yến như thế nào? Thấy vợ mình là sao? Lúc đấy thường thường thì bị bệnh như con thì người ta không cho về. Con toàn nói dối bác sĩ thôi. Là kiểu con đi về con chữa bệnh ở nhà nữa thì buổi tối con mới bảo bác sĩ là cho con ra ngoài con ăn nhưng mà con ra ngoài là con đi về con không ăn con đi về nhà để động viên Yến tại vì con biết mới lấy xong mà thì ở nhà vợ cũng buồn thì con cứ chữa bệnh cả ngày ở đấy xong rồi tối con lại đi ra con nói dối bác sĩ bảo con đi về con ăn xong rồi về nhà ngủ đến sáng hôm sau dậy sớm 5 giờ dậy là phải lên bệnh viện thì con cứ như thế trong vòng hơn 1 tháng thì về nhà vợ chồng nói chuyện thủ thỉ thì cũng không sao cả. Thì con cũng quyết tâm là bây giờ mình ốm thì mình phải càng ngày càng ăn uống đầy đủ các thứ vào để cho tăng sức đề kháng lên thì con thanh niên mà cũng hồi phục nhanh nên là cũng không sao cả, cũng trải qua được cái đấy. Lúc đó con sợ gì? Trời, con chỉ sợ ảnh nó bị ung thư. Nhưng mà cho đến khi mà có kết quả thì ok đúng không? Dạ. Là mình nhẹ nhàng đi. Dạ. Rồi sau đó thì con bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn? Sau cái lúc mà con xuất viện xong á?
xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Trời, vậy là ở ngoài đó cỡ chừng khoảng có chưa tới 2 tháng hả? 2 tháng, ở ngoài 2 tháng. Chữa 2 tháng. Là vô luôn, vô xong đâu, Sài Gòn. Đám cưới xong là 2 tuần sau mới phát hiện bệnh. Dạ. Như vậy là chữa là vỏn vẹn 1 tháng mấy. Thì đó là bạn nói 2 tháng là coi như vô Sài Gòn luôn. Đến khi là con quay vô Sài Gòn là coi như là hai vợ chồng chắc cũng đâu có tiền bạc. Trắng tay đúng không? Dạ. Làm gì còn đồng nào. Rồi ai, bên nào là đơn vị hỗ trợ cho hai vợ chồng con? À, thực ra con có một ông anh ở trong Sài Gòn cũng làm phòng thu. Thì con vào con làm cùng với anh ấy. Thì anh ấy hỗ trợ. Anh hỗ trợ con lúc mà hai vợ chồng vào không có tiền là anh ấy hỗ trợ hết. Xong bố mẹ vợ? Hỗ trợ làm trả dần. Bố mẹ con thì cũng kiểu cho đồ, ví dụ như những cái vật dụng trong nhà này, rồi lương thực. Nhưng mà kiểu bố mẹ con vẫn còn em nhỏ nên là vợ chồng con cũng không muốn nhờ. Dạ. Rồi bây giờ hai vợ chồng đã có nhà riêng chưa? Hay là tụi con vẫn thuê? Dạ. Một con vẫn đang bình thuê. Thường. Dạ. Chuyện thuê nhà là bình thường, tụi con còn quá nhỏ mà. Dạ. Cái đường tương lai nó còn rộng mở ở phía trước mà. Chúng là 20 mấy năm kiếp nhà thuê nè, mới có nhà đây thôi đó. Chuyện rất là bình thường, cố gắng phấn đấu lên. Nhưng vấn đề là bây giờ là con ở nhà nuôi con, là có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ tự con lo. Con có ở gần bố mẹ không? Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Mẹ đang trong ạ. Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á, nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Dạ. Hai vợ chồng có thường xuyên về ăn cơm ké ở nhà bố mẹ vợ không? Không, tại vì con bận quá, con bận làm quá. Dịch quá bận gì? Trời ơi. Dịch quá đâu có thu thiết gì đâu mà thì bận. Dịch cũng không đi được nữa. Không mà vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như vậy phải con thương vợ lắm. Nha. Con lười lắm. Bây giờ anh sẵn, làm hết thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần cái tật xấu đi nha. Đó. Để cho cái không khí mình nó sâm tụ lên lại nha. Hồi nãy nó trùng xuống quá, nó tra màu quá nha. Ủa vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa. Đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát. Thế thôi. Lau nhà, giặt đồ, chăm con, kiếm tiền. Coi như đã làm có nhiêu đó à. Liệu nhiêu đó. Không, cái đó là tính tốt. Còn bây giờ là phần này là phần cuối tật xấu. Đó. Thôi bây giờ này cho con trước đó. Vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười. Cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Cái lười con hay cầu nhau lắm. Thì cái lười ví dụ kiểu lười là cái... con đi về con chưa đến, con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu. Bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con của con dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn. Cũng không dậy luôn. Thì đấy là cái tính lười. Con kiểu trẻ con thì con cũng không chấp mấy cái đấy. Nhưng mà hai con hay cầu nhau. Tính con thì cầu nhau. Vợ con thì hay cáu bẩn. Đấy. Cáu bẩn á. Cáu bẩn á. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game thôi. Nít nó phải chơi game thôi. Nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Là tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì kiểu đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Còn cái gì tự dưng quên hết rồi. Không còn cái gì xấu hết. Quên thôi. Có gì đâu. Xong là coi như có ghen không? Vợ có ghen tuông đó không? Vợ con chúa ghen luôn. Chỉ vâng nhắc đó. Vợ con chúa ghen luôn. Sao đâu? Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có một xíu fan. Một xíu fan thì có cả fan nữ, fan nam. Thì các cái bạn mà con này và con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Tin nhắn thì vợ con nắm được cả mật khẩu Facebook các thứ rồi. Con chỉ chơi mỗi Messenger và Facebook, không chơi một cái mạng xã hội nào khác cả. Thì vợ con nắm cái nick ấy rồi thì con cứ nhắn cho ai là biết hết. Xong rồi ví dụ like, comment ai hay là nếu mà các bạn xinh ấy vào xóa luôn. Đấy là ghen. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, tất cả mọi thứ Vĩnh Hy đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa.
Cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được. Thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy. Rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm là toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng, nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Bao nhiêu tiền chuyển hết ở tài khoản đấy. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có nhõng nhẽo tốt không? Mà. À, tật xấu cũng hay nhõng nhẽo, nhõng nhẽo nhưng mà đấy thực ra cũng không phải đáng tật xấu. Đáng yêu lắm. Cái đó đáng yêu mà, nhõng nhẽo. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Ghê gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế. Cái lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn á. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sao nghe con kể mà chú thấy thương con quá vậy con? Dạ thì sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Con chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén rồi quét nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Này nên là kiểu gặp được anh là cưới anh đó, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà vậy là chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày rồi nhiều khi có khi nào bỏ bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Thì chồng nãy chồng có tự thú đó. Tính chồng thì là hơi cầu nhau, còn đây là cáu bẳn nè, đúng không? Nhưng mà 2 tiếng là hai mẹ con ở trong nhà mình nên vậy đó. Dạ, con thì ở trong nhà. Rồi tối thì sao? Dạ tối thì con cứ ngủ trước. Rồi cửa thì để đó, anh nó về nó tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Có nghĩa là mở mắt ra thấy ổng đang ngủ trên bàn mix. Yên tâm, coi như là không có. Con chắc con phải đầu tư một cái hình mà giống như là về sáp á. Con đầu tư đi, xong con dụ gắn camera đằng sau lưng gắn tới á. Mà có khi nào làm phòng thu mà không về nhà đúng không? À, dạ có, nhiều khi là khuya quá đúng không? Dạ khuya quá, với lại là có nhiều khi là khách hàng cần bài gấp á. Dạ, là phải trả trong đêm luôn. Tối người ta thu á là đêm phải trả cho người ta, là có khi làm đến sáng. Rồi chồng giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi đỡ lười đi một xíu là được. Kiểu đỡ lười như kiểu vừa con bảo ấy, là chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Đó. Thì bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi. Thực ra nó cũng chả đáng là cái gì đâu, nhưng mà để nói nhiều quá nó bị bực. Trời ơi, thực ra con biết không, bây giờ cái chuyện của tụi con á, mình tưởng vậy á nhưng mà nó phức tạp lắm á nha. Con biết lý do tại sao không? Tại vì vậy nè, ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn á, là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. À, từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ, đúng không? Rồi còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, tức là vợ của con cái tuổi nhỏ mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn đó. Thành ra là trong khi đó tụi con lại sống nghĩa là hai đứa tự thân lập thân hết, không có ai giúp đỡ, không có gì cả, tự tụi con hết trơn á. Thành ra là ví dụ như những cặp bạn trẻ khác á, thì người ta chỉ cần bỏ ra hai cái phần công lực của người ta thôi, nhưng tụi con phải bỏ 4-5 phần, tức phải gấp đôi gấp ba người ta thì tụi con mới có thể là giống như là đảm bảo tất cả mọi thứ được. Thành ra theo cô á, là như vậy, có nghĩa là chuyện nó đã lỡ hết rồi. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ,
tuổi để được đi chơi ha. Dạ. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình nha, con tạm hy sinh khoảng cho con khoảng chừng 5-6 tuổi á, con của con á 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ tuổi con nít của con đó, con nghe không? Đó thì con nghe lời chồng đi, con nghe bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Con biết lý do tại sao chồng con nó bị phổi á, thì cái vết đó nó rất dễ bị tái lại. Nếu mà bị quá sức là sẽ bị lao lực á. Dạ. Làm việc quá sức là rất dễ bị. Thành ra bây giờ con phải cố gắng con hỗ trợ chồng con. Con hy sinh cho đến khi con của con 5 tuổi hoặc 6 tuổi đi. Đúng không? Dạ. Lúc đó mình hưởng thụ lại. Thì trong thời gian đó chồng của con sẽ tạo dựng sự nghiệp, yên tâm để mà tạo dựng sự nghiệp, có bao nhiêu sức lực dồn vô cái sự nghiệp. Thì 5-6 năm nữa, 2-3 năm nữa chứ, thì lúc đó tụi con bắt đầu dư giả về kinh tế. Lúc đó là bù lại hết. Con dạ. Hiểu ý cô không? Dạ. Phải cố gắng. Chứ mình không thể nào mà mình dựa vào ai được. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chồng con nó làm hết là có một lúc nào đó nó sẽ bị lao lực. Đúng rồi. Đó, cho nên cố gắng. Đó, thành ra là cô nghĩ là vợ con sẽ... Con cố gắng đi, con cố gắng đi. Con bắt đầu thay đổi từ bây giờ đi. Con hiểu không? Dạ. Nhưng mà con phải hứa với vợ là sau này con sẽ bù đắp lại cho vợ con. Chứ để tội nghiệp lắm. Đúng mới rồi. Nứt mắt ra một cái là vừa lãnh hai cái trách nhiệm quá lớn. Vừa làm mẹ vừa làm vợ. Đúng không nè? Dạ. Ha. Cố gắng đi. Chứ còn sau này là không mất công là gây lộn rồi. Kiểu mà tại vì tụi con còn cái đường tụi con còn dài lắm. Con hiểu không? Chồng con cũng vậy. Chứ 27 đâu có phải là lớn đâu con. Dạ. Con hiểu không? Còn mình giữ là giữ cái phần hồn chứ mình không cần phải giữ cái phần xác. Nhưng ví dụ như trong cái trường hợp cô nói nghe, nếu mà con đi diễn xa thì cái việc mà con đem vợ con theo cũng là được. Tại vì nó không thể nào nó không thể nào mà yên tâm được khi mà có người chồng hát hay nè, giỏi nè, duyên dáng như vậy mà không kiểm soát được. Nhưng nếu con đi theo chồng thì con phải đảm bảo đừng có làm phiền chồng con, không được chia sẻ sức lực của chồng con. Vì nó rapper, nó cần phải có hơi, nó cần phải có sức thì nó mới có giọng được, đúng không? Thì con lo chu toàn hết về phần hai mẹ con. Đó, thì như vậy chồng con cũng vui mà con cũng yên tâm, đúng không? Dạ. Ok. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó để mà nói với chồng con hay không? Con có thể bày tỏ với chồng con hoặc có một cái điều gì đó để mà chồng con thật ra là cũng vừa cưới xong là trải qua một cái cơn bệnh như vậy. Và bây giờ đang phục hồi và thậm chí là vừa phục hồi về sức khỏe, vừa phục hồi về tinh thần. Con... Đó. Bây giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa. Sao hứa trên sóng truyền hình không mấy được. Lời nói, bày tỏ tình cảm, một lời hứa tùy con. Chắc là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi. Vì anh chồng thì con nhiều hơn. Đúng rồi, hai đứa đứng lên nói chuyện đi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Rồi chồng đứng lên, có gì nói với vợ nói nha. Nắm tay chồng nói đi đứng con. Đứng lên. Anh đứng con mà làm sao cho chồng con nó rớt giọt nước mắt là con siêu á. Nó thiệt đó. Thực ra con kiểu hay thô lắm, không kiểu thể hiện tình cảm nha. Cật thật là cật nha. Nói đi, nói đi. Thật là cật nha. Cái gì? Sao? Nói đi con nói đi. Như là cảm ơn anh để... chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mãi yêu vậy. Đó, trời quá tuyệt vời. Cái ôm rất là hạnh phúc.